Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo cha cố Phaolô Lê Văn Diệu đã được Chúa gọi về lúc 16 giờ thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2022 tại nhà hiu dưỡng linh mục giáo phận hưởng thọ 90 tuổi. Cha Phaolô Lê Văn Diệu sinh ngày 28 tháng 8 năm 1932 tại Gò Vấp, Sài Gòn, chịu chức linh mục tại Sài Gòn ngày 19 tháng 8 năm 1958, phó xứ Bà Chiểu Sài Gòn 1958 đến 1964, phó xứ Phước Lễ phụ trách thủ liệu Bà Rịa 1964 đến 1968. Chánh xứ Long Toàn, Bà Rịa, 1968 đến 1971. Chánh xứ Bến Gỗ 1971 đến 1975, Chánh xứ Thống Nhất 1975 đến 2009, Quản nhiệm Hiệp Nhất 1995 đến 2002, Quản nhiệm Tam Phú 2001 đến 2002, nghỉ hưu ở Tư Gia tại Chí Hòa Sài Gòn từ 2009 nghỉ tại nhà hiu giáo phận từ ngày 13 tháng 1 năm 2022. Nghi thức tẩm liệm cho cha cố Paulo được cử hành lúc 16 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2022 tại nhà hiu giáo phận. Sau đó thi hài cha cố Phêrô được rước lên nhà nguyện để dân lễ cầu nguyện và kính viếng Thánh lễ an táng cha cố Phao Lô được cử hành vào lúc 8 giờ 30 thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022 tại nhà thờ giáo xứ Thái Hòa giáo hạt Hòa Thanh. Xin mỗi cha trong linh mục đoàn dân một thánh lễ, mỗi cộng đoàn dòng tu đọc một ngày kinh Nhật Tụng, mỗi giáo xứ giáo họ biệt lập lần hạt 50 cầu nguyện cho cha cố lô Lê Văn Diệu sớm về hưởng tôn nhang Chúa. Văn phòng tòa giám mục xin kính báo linh mục Francisco Xavier Đỗ Đức Lực.